Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Iran trả đũa ra sao sau khi thủ lĩnh Hamas bị ám sát? Theo hãng tin CNN, hôm 31 tháng 7, nhóm vũ trang phong trào Hồi giáo Hamas được Iran hậu thuẫn và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo ông Haniyeh, 62 tuổi, và một vệ sĩ đã thiệt mạng khi nơi ở của họ ở Tehran bị tập kích. Ngay sau đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho Iran tấn công trực tiếp vào Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Iran đêm 30 tháng 7, theo tờ New York Times. Căng thẳng Trung Đông không ngừng leo thang, việc thủ lĩnh Hamas Isman Haniyeh bị ám sát ở Iran càng làm gia tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tổng lực ở khu vực. Trên thực tế, Iran và Israel đã tham gia vào một cuộc chiến tranh ngầm trong nhiều năm, nhưng tình hình đã leo thang đáng kể thành xung đột công khai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, mở ra cánh cửa cho một cuộc tấn công trực tiếp tiềm tàng khác của Iran vào Israel. Vào ngày 14 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình cùng với máy bay không người lái một chiều trực tiếp vào Israel sau một cuộc tấn công được báo trước cẩn thận. Mỹ và Israel đã bắn hạ hầu hết các quả đạn, nhưng một số đã xuyên qua gây thiệt hại cho một căn cứ quân sự nhưng không để lại thương vong. Nó xảy ra để đáp trả lại việc quân đội Israel san bằng lãnh sự quán Iran tại Damascus ở Syria, cũng giết chết hai vị tướng hàng đầu và nhiều thành viên khác của IRGC. Đầu tháng này, chỉ huy hàng không vũ trụ IRGC, Amir Ali Hazizadeh đã phát biểu trong một bài phát biểu rằng, chúng tôi đang chờ cơ hội để tiến hành đợt tấn công trực tiếp thứ hai vào Israel mà ông cho rằng có thể thực hiện bằng nhiều tên lửa hơn nữa. Iran có kho vũ khí tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, bao gồm cả tên lửa siêu thanh về mặt lý thuyết có khả năng vươn tới Israel trong vòng vài phút. Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc cho biết, phản ứng trước vụ ám sát thực sự sẽ là các hoạt động đặc biệt, cứng rắn hơn và nhằm mục đích gây ra sự hối hận sâu sắc cho thủ phạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran lên án mạnh mẽ hành động hung hăng của chế độ do Thái. Ông nói, Iran coi đó là quyền cố hữu của mình để đáp trả thích đáng hành động hung hăng này, chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Kanani chỉ ra sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong cuộc chiến ở Gaza và công quy trách nhiệm cho Mỹ về vụ ám sát Haniyeh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố, Washington không biết hoặc không liên quan đến vụ giết hại Haniye. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tố Mỹ cho phép Israel ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Said Iravani, việc Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh sẽ không xảy ra nếu như Mỹ không cho phép. CNN dẫn lời đại sứ Iran Said Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều 31 tháng 7 giờ Mỹ nói rằng Washington với tư cách là đồng minh chiến lược kiêm người ủng hộ chính quyền Israel trong khu vực Trung Đông không thể bị bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này. Vụ ám sát không thể xảy ra nếu không có sự cho phép cũng như hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Israel cũng đang theo đuổi mục tiêu chính trị với hành động này nhằm phá vỡ ngày đầu tiên của chính phủ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran, chính quyền vốn ưu tiên củng cố hòa bình và sự ổn định trong khu vực cũng như tăng cường hợp tác và tương tác mang tính xây dựng với cộng đồng quốc tế, ông Iravani nói. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood cũng tham dự phiên họp trên, khẳng định Washington không biết và không liên quan tới cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran, Iran sáng 31 tháng 7 và nói thêm rằng Mỹ không có xác nhận độc lập nào về tuyên bố từ Hamas liên quan tới cái chết của ông Haniyeh. Trước đó, phong trào Hamas tuyên bố rằng thủ lĩnh chính trị của họ là ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong vụ ám sát xảy ra ở thủ đô Iran và cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát trên. Tuy nhiên, cho Aviv cho tới nay vẫn chưa phản hồi về những cáo buộc được đưa ra. Mỹ phủ nhận liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas được an táng ở Qatar. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington không biết về vụ ám sát được dàn dựng nhằm vào thủ lĩnh chính trị phong trào Hồi giáo Hamas Isman Haniyeh và cũng không liên quan đến vụ việc này. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNA của Singapore hôm 21 tháng 7, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và đảm bảo tự do cho các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ tại vùng đất này nhằm chấm dứt đổ máu cho người dân Palestine vô tội trẻ em, phụ nữ, đàn ông ở Gaza đã bị cuốn vào cuộc đọ súng do Hamas khởi xướng. Do đó, việc đưa mọi thứ trở lại đúng hướng sẽ mang lại lợi ích cho người dân Palestine đang phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp mỗi ngày, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nhấn mạnh. Ông Blinken cũng lưu ý bản thân sẽ không suy đoán về việc liệu vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có thể dẫn đến việc leo thang hơn khủng hoảng trong khu vực hay không, vì đơn giản là không biết. Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp báo ở Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói không có thêm bất kỳ thông tin nào để chia sẻ về vụ tấn công sát hại ông Haniye ở Tehran. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Israel nếu nước đồng minh bị tập kích. Ông không tin sẽ xảy ra xung đột quy mô rộng lớn hơn ở Trung Đông sau sự cố vì vẫn còn chỗ cho các triển vọng và ngoại giao. Trong một diễn biến có liên quan, Hamas thông báo lễ tang chính thức dành cho thủ lĩnh Haniye sẽ diễn ra tại Tehran vào ngày 1 tháng 8. Thi hài của vị thủ lĩnh này sau đó sẽ được đưa đến thủ đô Doha của Qatar tối cùng ngày và được an táng vào hôm sau, mùng 2 tháng 8, tại thành phố Lusail của Qatar. Iran lệnh báo thù vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Israel đang ở cuộc chiến sinh tồn. Kính thưa quý vị, mới đây, các nguồn thạo tin tiết lộ, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lệnh cho nước này tấn công trực tiếp vào Israel nhằm báo thù vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas ở Tehran. Báo New York Times trích dẫn lời ba quan chức Iran ẩn danh cho hay, ông Khamenei đã đưa ra sắc lệnh trên trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 31 tháng 7. Họ không nêu rõ cuộc tấn công sẽ được thực hiện như thế nào hoặc khi nào. Trước đó, ông Khamenei tuyên bố Iran có bổn phận phải trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Các người đã giết vị khách quý của chúng ta trong nhà chúng ta và điều đó đã mở đường cho hình phạt khắc nghiệt đối với các người lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh, ám chỉ đến Israel. Dù Israel chưa lên tiếng bình luận về vụ việc, nhưng giới chức Iran và Ả Rập Xê Út tin nước này đứng sau vụ nã tên lửa dẫn đường vào tòa nhà ông Haniye lưu trú ở Tehran lúc 2 giờ sáng ngày 31 tháng 7, khiến ông và một vệ sĩ thiệt mạng. Theo đài RT, Thủ tướng Israel tuyên bố đang trong cuộc chiến sinh tồn. Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 31 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Nước này đang trong cuộc chiến sinh tồn chống lại Iran và các đồng minh. Ông Netanyahu nói về những đòn giáng mạnh của quân Israel nhằm vào các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn như Houthi ở Yemen, Hamas ở giải Gaza và Hezbollah ở Lebanon trong những tuần gần đây, bao gồm cả cuộc không kích vào cảng Hodeida của Yemen và cuộc tấn công loại bỏ chỉ huy Hezbollah Fuashuk tại Beirut ngày 30 tháng 7, nhưng không đề cập đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh, Tev Aviv bắt kẻ thù phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động xâm lược nào từ nước ngoài. Xong, ông Netanyahu đồng thời cảnh báo người dân Israel về việc đất nước đang phải đối mặt những ngày đầy thách thức phía trước. Cờ báo thủ trên nóc đền thờ Iran Chính phủ Iran đã cho kéo lá cờ báo thủ trên nóc thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom sau vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Đoạn video ghi lại cảnh keo lá cờ đặc biệt dường như do một kênh truyền hình Iran quay và được cổng thông tin Class Report chia sẻ lại trên mạng xã hội hôm 31 tháng 7. Theo Đài RT, trong văn hóa của người Hồi giáo dòng Shiite, cờ báo thù vừa tượng trưng cho sự đổ máu bất công, vừa là lời kêu gọi trả đũa cho một người bị sát hại. Gần đây, lá cờ này từng được kéo lên sau vụ đánh bom ở một nghĩa trang thuộc thành phố Kerman hồi tháng 1 năm nay và sau vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhệ Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở sân bay Baghdad, Iraq năm 2020. Iran đóng cửa không phận, Mỹ và EU ngoại giao con thòi để ngăn chiến tranh ở Trung Đông. Động thái trên của Tehran diễn ra sau lệnh tấn công vào Israel từ lãnh tụ tối cao của Iran. Israel tuyên bố đã chuẩn bị cho mọi kịch bản trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và EU đang nỗ lực thuyết phục Iran không đáp trả các vụ ám sát hoặc thực hiện hành động mang tính biểu tượng. tờ Jerusalem Post ngày 1 tháng 8 cho biết, Iran đã tuyên bố đóng cửa không phận của họ trong 4 giờ tiếp theo cho đến 6 giờ sáng giờ Israel. Động thái trên diễn ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ngay tại Tehran. Iran đã trực tiếp tấn công vào Israel tháng 4 năm nay, nhưng hầu hết trong số 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa của nước này đã bị bắn hạ bởi Liên minh Mỹ, Israel, Jordan và Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó phát biểu, nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Chúng tôi đã và sẽ duy trì mức độ sẵn sàng để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi trong khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo vào tối 31 tháng 7 rằng những ngày đầy thách thức có thể xảy ra sắp tới và Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản khi ông nói về cuộc chiến sinh tồn của Israel. Trước đó trong ngày, ông Netanyahu đã tổ chức cuộc họp nội các an ninh và tham vấn an ninh trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng, các nhà ngoại giao Mỹ và EU đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp nhằm ngăn chặn chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Tờ Financial Times ngày 1 tháng 8 đưa tin, Mạng lưới thảo luận khắp Trung Đông này diễn ra sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah là Fouachouk ở Beirut và thủ lĩnh Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực. Financial Times lưu ý rằng, Enric Mora, nhà ngoại giao cấp cao của EU, đã có cuộc hội đàm với các quan chức ở Tehran hôm 31 tháng 7. Cùng lúc đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đã có cuộc hội đàm tại Saudi Arabia để xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tờ Financial Times đưa tin ông McGurk sẽ tới Cairo, Ai Cập sau Saudi Arabia để đàm phán về cuộc chiến Israel-Hamas. Tờ Financial Times lưu ý rằng các quan chức này tập trung vào việc thuyết phục Iran không đáp trả các vụ ám sát hoặc thực hiện hành động mang tính biểu tượng. Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo ông Dmitry Polanski, phó đại diện thường trực của Moscow tại tổ chức này, cuộc họp diễn ra lúc 16 giờ giờ New York, theo yêu cầu của Iran và với sự nhất trí của Trung Quốc, Algeria và Nga. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Shiad Iravani đổ lỗi cho Mỹ về cái chết của ông Haniyeh. Nhà ngoại giao này cho rằng vụ ám sát có thể đã không xảy ra nếu như không có sự cho phép và hỗ trợ thông tin tình báo của Washington. Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Iravani nhấn mạnh, trách nhiệm của Mỹ với tư cách là đồng minh chiến lược, nước hậu thuận chính của chế độ Israel trong khu vực không thể bị bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này trong khi đó phó đại sứ mỹ robert wood hối thúc hội đồng bảo an ủng hộ quyền tự vệ của israel trước các cuộc tấn công từ những nhóm được iran hậu thuẫn như phong trào hồi giáo hezbollah ở lebanon hay hamas ở giải gaza ông wood cũng kêu gọi hội đồng bảo an buộc iran phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ những nhóm như vậy và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của nước này ông wood yêu cầu iran phải tuân thủ các nghị quyết hiện hành của hội đồng bảo an hoặc phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung quan chức này nhấn mạnh Mỹ không biết và cũng không liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas, Haniyeh. Ông lưu ý, Washington không có xác minh độc lập nào về tuyên bố của Hamas liên quan đến sự cố. Cùng quan điểm, đại sứ Israel Jonathan Mueller thúc giục Hội đồng Bảo an buộc Iran phải trả giá cho các vi phạm liên quan đến việc hỗ trợ Hezbollah và Hamas. Ông Mueller cáo buộc Iran là động cơ chính thúc đẩy cỗ máy tử thần và hủy diệt đe dọa tất cả, gây bất ổn ở Trung Đông. Giới quan sát cảnh báo, các tranh cãi và diễn biến căng thẳng mới đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Hy vọng ngừng bắn tại Gaza tan thành mây khói sau cái chết của thủ lĩnh Hamas. Vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas đã đẩy Trung Đông vào một cuộc khủng hoảng mới và làm tiêu tan hy vọng mong manh về việc sớm kết thúc cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Theo đài truyền hình CNN dẫn tuyên bố của Hamas, trong một vụ tấn công ngày 30 tháng 7, Israel đã giết chết nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, Iran, vài giờ sau khi Israel tuyên bố tấn công thủ đô Beirut của Liban, giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Về phần mình, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về cái chết của thủ lĩnh Haniyeh. Các chuyên gia cho rằng, các vụ tấn công mới nhất đã phủ bóng đen lên nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza, cũng như hy vọng giảm căng thẳng giữa Israel và các đối thủ thân Iran trong khu vực. Đàm phán về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza và giải thoát những con tin Israel do Hamas bắt giữ đã gặp phải nhiều trở ngại trong nhiều tháng trước khi Haniye, một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán, bị giết vào tối 30 tháng 7. Gần đây nhất là vào đầu tháng 7, ông Halilje, phụ trách liên lạc với các nhà hòa giải ở Qatar và Ai Cập để thảo luận về ý tưởng chấm dứt chiến tranh, làm dấy lên một số hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, những điều đó bây giờ có thể đổ bể hoàn toàn sau cái chết của thủ lĩnh này. Một nguồn tin biết rõ về các cuộc đàm phán nói với CNN rằng, vụ ám sát Halilje có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa giải, vì nhân vật này là công cụ then chốt cho tiến trình đàm phán nguồn tin cho biết haniye là người ra quyết định quan trọng cùng với thủ lĩnh quân sự của hamas ở gaza yahya shinwa ông ấy là người nhìn thấy giá trị của một thỏa thuận và là công cụ để đạt được những đột phá nhất định trong các cuộc đàm phán ở giai đoạn này vẫn chưa rõ tác động của các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ như thế nào nguồn tin nêu rõ Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony, người đóng vai trò hòa giải chủ chốt trong các cuộc đàm phán Israel-Hamas, viết trên mạng xã hội X sau khi thông tin về cái chết của Haniye lan truyền. Các vụ ám sát chính trị và việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào dân thường ở Gaza trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục khiến chúng tôi đặt câu hỏi Làm thế nào hòa giải có thể thành công khi một bên giết hại người đàm phán ở phía bên kia? Văn phòng chính trị của Hamas hiện đặt trụ sở tại Doha kể từ năm 2012. Trong khi đó, các câu hỏi về tính toán của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người mà nhiều nhà quan sát bao gồm các gia đình con tin đã cáo buộc cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán và kéo dài chiến tranh cũng được đặt ra. Chita Pasi, thuộc viện Quincy, một tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định trong một bài đăng trên X Ông Netanyahu đã hủy hoại một cách có hệ thống các cuộc đàm phán ngừng bắn vì việc kết thúc chiến tranh có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông ấy. Gershon Baskin, một cựu nhà đàm phán về con tin người Israel, từng đóng vai trò là kênh liên lạc cho Hamas, lưu ý. Các cuộc đàm phán đã bê tắc ngay cả trước khi xảy ra vụ ám sát thủ lĩnh Haniye. Quá trình đàm phán bị chuồn bước cũng làm tăng nguy cơ đe dọa tính mạng của các con tin còn lại ở Gaza. Diễn đàn gia đình con tin hôm thứ Tư cho biết, thành tựu thực sự trong cuộc chiến chỉ có thể đạt được khi thả tất cả các con tin vẫn đang bị giam giữ. Đồng thời cho biết, họ kêu gọi chính phủ Israel và các nhà lãnh đạo toàn cầu kiên quyết thúc đẩy các cuộc đàm phán. Thời gian là điều cốt yếu, đây là lúc cần một thỏa thuận, diễn đàn nhấn mạnh. Theo dữ liệu từ văn phòng của thủ tướng Netanyahu, có 111 con tin vẫn còn ở Gaza, trong đó 39 người được cho là đã chết. Gia đình họ đã nhiều lần chỉ trích ông Netanyahu vì không đảm bảo được việc trả tự do cho họ. Đau khổ tại Gaza tiếp diễn Cuộc chiến mà Israel phát động để đáp trả các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas đã khiến gần như toàn bộ dân số 2 triệu người của Gaza phải di rời, với 86% lãnh thổ hiện nằm dưới lệnh sơ tán của Israel không có lệnh ngừng bắn, người dân tại vùng đất bị bao vây này sẽ không có thời gian khôi phục sau cuộc chiến, vốn đã giết chết hơn 39.000 người cho đến nay. Các vùng lãnh thổ đã bị san phẳng và một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Bộ ngoại giao Qatar ngày 31 tháng 7 cảnh báo, vụ sát hại thủ lĩnh Haniye sẽ dẫn đến việc khu vực rơi vào thời kỳ hỗn loạn và làm suy yếu cơ hội hòa bình. Ai Cập, một trung gian hòa giải quan trọng trong cuộc xung đột, đã lên án chính sách leo thang nguy hiểm của Israel và cảnh báo chống lại chính sách ám phát phi lý vi phạm chủ quyền của các quốc gia. Trong một tuyên bố, Ai Cập cho biết, hai cuộc tấn công mới nhất có nguy cơ châm ngòi đối đầu trong khu vực. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken cùng ngày cho biết, Washington không biết hoặc không liên quan đến vụ việc giết chết Haniye. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực ngay từ ngày đầu để đạt được lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn xung đột lan sang khu vực khác. Theo ông H A Hallier, học giả tại Quỹ Hòa Bình Quốc tế Carnegie và Viện nghiên cứu Quốc phòng và an ninh Hoàng gia ở London, Mỹ chưa sẵn sàng sử dụng đòn bẩy mà họ thực sự có đối với Israel để buộc Israel vào thế đàm phán nghiêm túc. Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tổng lực ở Trung Đông sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát căng thẳng Trung Đông không ngừng leo thang. Việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran càng làm gia tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tổng lực trong khu vực. Theo hãng tin CNN, hôm 31 tháng 7, nhóm vũ trang phong trào Hồi giáo Hamas được Iran hậu thuẫn và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, thông báo ông Haniyeh, 62 tuổi, và một vệ sĩ đã thiệt mạng khi nơi ở của họ bị Tehran tập kích. Trước đó, ông Haniyeh đã tham gia lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, hôm 30 tháng 7. Trong tuyên bố, Hamas đã cáo buộc Israel là thủ phạm gây ra cái chết của ông Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của nhóm quân đội Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về sự việc. Song trước đây, giới chức cấp cao Israel tuyên bố sẽ lại bỏ Hamas và ba lãnh đạo của nhóm vũ trang để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ông Musa Abu Mazouk, một thành viên thuộc cơ quan chính trị Hamas, cho biết cái chết của ông Haniye sẽ không trôi qua vô ích. Quan chức cấp cao khác của Hamas, Sami Abu Juri, gọi đây là sự leo thang nghiêm trọng. Trong khi đó, Israel đã lên tiếng xác nhận thực hiện vụ tấn công ở Beirut, Lebanon vào ngày 30 tháng 7 và tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, Fuad Shuk. Ông Shuk bị Israel cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ tấn công vào cao nguyên Golan, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ giết hại ông Shuk đang làm nghiêm trọng thêm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, cũng như có nguy cơ dẫn tới cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông, giữa lúc giao tranh ở giải Gaza vẫn tiếp diễn. Ông Haniyeh là thủ lĩnh cấp cao thứ hai của Hamas bị sát hại kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Vào tháng 1, phó lãnh đạo cơ quan chính trị của Hamas Saleh al-Arouri qua đời. Ông được xem là một trong những thành viên sáng lập cánh quân sự của Hamas có tên Lữ đoàn Is-Andin al-Qassam, đặt trụ sở ở Beirut. Đây là lực lượng đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel và khiến 1.200 người thiệt mạng vào tháng 10 năm 2023, từ đó dẫn tới xung đột giữa Israel Hamas ở giải Gaza. Ông Barak Ravid, nhà phân tích chính sách đối ngoại và chính trị của CNN, cho biết, Chính phủ Israel coi ông Haniyeh là một trong những người chịu trách nhiệm trong cuộc tấn công hồi tháng 10 năm ngoái theo ông dù thủ lĩnh chính trị hamas haniye không có vai trò quan trọng về mặt quân sự nhưng cái chết của ông này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra theo một cách nào đó vụ ám sát này chỉ là vấn đề thời gian chứ không còn là vấn đề nếu như ông ravid nói theo truyền thông iran irgc cho biết cái chết của ông haniye đang được điều tra hãng tin wafa cho hay nhà lãnh đạo palestine mahmoud abbas đã lên án vụ sát hại ông Haniye, gọi đây là một hành động hèn nhát và diễn biến nguy hiểm. Ông Haniye được sinh ra trong một trại tị nạn gần thành phố Gaza và gia nhập vào Hamas cuối những năm 1980. Đến năm 2017, ông trở thành thủ lĩnh của Hamas. Ông Haniye từng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và gặp gỡ nhiều quan chức thế giới như nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Khắc Kiệm vào đầu năm nay. Hồi tháng 4, Hamas cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết ba người con trai, bốn người cháu của ông Haniye. Vào thời điểm đó, thủ lĩnh Hamas Haniye khẳng định cái chết của người thân sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả con tin ở giải Gaza. Chỉ trong vài ngày, hai quan chức cấp cao thuộc các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn là ông Haniye và Shruk thiệt mạng được cho có ý nghĩa quan trọng cả về thời gian và địa điểm. Chuẩn tướng Asaf Orion, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel cho biết, Hai cái chết trên đang làm tăng khả năng xảy ra phản ứng trục thêm Iran và các cuộc tấn công ủy nhiệm khác vào danh sách. Trong nhiều năm qua, Iran đã đầu tư vào các nhóm ủy nhiệm trong khu vực, hay còn được gọi là trục kháng chiến. Đây là một liên minh chống Israel và phương Tây, trong đó Iran cung cấp tài chính, vũ khí và đào tạo các nhóm ủy nhiệm để từ đó Tehran mở rộng ảnh hưởng trên khắp Trung Đông. Mặc dù Israel chưa đưa ra bình luận về cái chết của thủ lĩnh Hamas Haniyeh, nhưng nước này từng tuyên bố sẽ loại bỏ ban lãnh đạo của Hamas và có lịch sử thực hiện các vụ ám sát ở Iran, cũng như chống lại các mục tiêu của Iran. Hồi tháng 4, Iran cáo buộc Israel đánh bom khu phức hợp đại sứ quán của nước này ở Syria, khiến 7 quan chức thiệt mạng. Đáp trả, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, UAV và tên lửa quy mô lớn chưa từng có vào Israel. Đầu tháng 7, Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào người đứng đầu cánh quân sự của Hamas là Mohammed Dave trong một vụ tấn công ở miền nam Gaza. Ông Dave được cho là một trong những chủ mưu đứng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas do Israel. Xong, chưa thể xác định việc ông Dave còn sống hay đã chết. RT, trong ngày 31 tháng 7, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi cử tri Do Thái tại Mỹ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tháng 11, cảnh báo rằng sự tồn vong của Israel sẽ bị đe dọa nếu ông thất cử. "Chúng ta cần thắng cuộc bầu cử tổng thống. Chúng tôi cần cộng đồng Do Thái bỏ phiếu cho Donald Trump. Nếu mọi người không bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, Israel sẽ đối diện nguy cơ không còn tồn tại lâu nữa." Ông Trump nói trong sự kiện vận động ở New Jersey. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh Ông sẽ giúp Israel giành chiến thắng trong cuộc chiến với Hamas, sau khi trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng nói rằng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn đứng chức. Vào đầu tuần này, ông Trump từng cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân chủ không thích Israel và cộng đồng Do Thái. Bạn có thể thấy rõ sự không thoải mái và xa cách khi bà Harris gặp Thủ tướng Netanyahu, bà ấy không thích Israel, bà ấy không thích người Do Thái ông Trump nói. Tuy vậy, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã phản bác bình luận của ông Trump tố cựu Tổng thống muốn chia rẽ đất nước. Ông Do Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Harris, là một người do Thái. Bà Harris tin rằng nước Mỹ muốn một Tổng thống đoàn kết đất nước thay vì chia rẽ chúng ta. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, phần lớn người Do Thái ở Mỹ đều bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Dân Chủ trong những năm qua tuy vậy kết quả khảo sát gần đây đã cho thấy một xu hướng trái ngược khi ngày càng có nhiều người do thái ủng hộ đảng cộng hòa vì không đồng tình với cách chính quyền tổng thống joe biden xử lý vấn đề israel và trung đông